Chào bạn trai. Dạ chào chị ạ. Nãy giờ chị em mặt chắc hồi hộp lắm phải không? Dạ. Bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái của em vào nha. Dạ. Rồi đợi chị chút xíu. Rồi đến rồi. Rồi bây giờ mời hai bạn cởi mặt nạ ra nha. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu thật lớn cho đối phương có thể nghe được về những thông tin của mình nha. Dạ, xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em tên là Phương Tuấn Vinh, 32 tuổi. Em là người gốc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thành phố Hồ Chí Minh luôn, hiện giờ đang làm công việc gì? Hiện đang làm nhân viên bán hàng của một chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi. Những siêu thị mini gì đó. À, siêu thị mini, rồi, ok, mời em. Xin chào chị Tường, mẹ cùng bạn, tôi là Thùy Linh. Nay 23 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, làm giáo viên mầm non. À, quê thành phố Hồ Chí Minh luôn hả cưng? Điểm mạnh, điểm yếu của hai bạn? Hiền, sống tình cảm, có trí nhớ tốt. Có thể nói là người mẫu đàn ông của gia đình. Wow, chắc không? Tốt hết trơn luôn hả? Có em ít có đi chơi bờ la cà ở ngoài. Có tật xấu gì không? Tật xấu là em ít nói, dễ tin người. Có bị ai gạt chưa? Có mấy bạn cũng hay đùa, em cũng dễ tin gì á. Cuộc sống vô cùng lành mạnh. Chắc là một chàng trai hiếm có trong thời buổi hiện nay. Thế còn em? Điểm mạnh em thì là hiền lắm, thích nấu ăn, hay quên. Trời ơi, nhưng không sao, không sao. Bên đây nãy nhớ nghe ưu điểm gì không? Nhớ dài, bên đây hay quên, bên đây bù cho bên đây. Hay nói cáu kia vậy lắm, hay bị lừa gạt lắm. Cái gì kỳ vậy, bên đây cũng bị lừa gạt, bên đây cũng như bị lừa gạt là sao? Dạ, để tin người chị. Thấy người ta vậy mình giúp đỡ, mình cũng thấy không phải luôn. Vậy là bị gạt rồi. Dạ. Trời ơi, thương quá hai bạn này. Chắc yêu nhau phải có tôi đi theo làm quân sư quá chứ, để ra đường bị gạt hoài luôn á. Bây giờ về tình duyên. Tình duyên em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Không dạ. Gia đình cũng chưa có điều kiện nên không dám quen. Trời ơi, có gì đâu mà không có điều kiện, thiệt tình luôn á. Đừng có bi quan như vậy. Giàu hay nghèo người ta cũng được quyền khao khát một tình yêu, đúng không? Mình nghèo mình yêu theo kiểu nghèo, mình giàu mình yêu theo kiểu giàu, chứ tự nhiên yêu mà không có điều kiện. Sai rồi, cái suy nghĩ đó sai rồi, bỏ, phải tự tin lên, nghe không? Còn gì nữa, lý do gì nữa? Thứ hai nữa thì trong môi trường cũng ít có cái đối tượng độc thân lắm. Nhiều khi thấy cái đối tượng đó em thích, cũng vừa ý em, nhưng mà bạn ấy đã có gia đình rồi, là có người nhưng khác. Mà có thích phải không? Có rung động với phụ nữ đúng không? Có. Mà có tỏ tình với người ta không? Đã có rồi, mà bạn ấy không có sẵn sàng cho em cơ hội. Không sẵn sàng. Bạn ấy do chú tâm vào công việc. Để ý được mấy mối rồi? Mấy lần để ý được mấy cô rồi? Cũng hai mối rồi. Hai mối mà chưa có được gì đâu vô đâu hết. Dạ. Thương quá, 32 tuổi mà chưa có cái chuyện mối tình nào hết trơn rồi, còn em sao? Còn em thì hồi năm 2017 thì có một thích một anh mà tương phương thôi, chứ không phải là chưa có tình gì hết. Chứ bây giờ chưa có ai hết. Cũng chưa có ai luôn? Dạ. Thích thầm mến thôi, chứ chưa nói cho người ta nghe. Trời ơi, nhưng mà dù sao bên đây cổ cũng mới 23 tuổi à. Cũng được, nhưng mà có hôn chưa? Chưa luôn hả? Nắm tay hơn chưa nữa mà. Còn em vậy, có hôn ai chưa? Dạ cũng chưa luôn. Chưa luôn hả? Mà biết hôn không? Dạ chắc biết à. Sao biết vậy? Thì em thấy trên phim tình cảm vậy. Thấy trên phim tình cảm. Mỗi lần mình coi trên phim tình cảm mình thấy người ta hôn nhau và cảm giác trong người mình thấy sao? Người ấy lần lần vui sướng. Lần lần vui sướng. Mới có thấy người ta hôn thôi mà mình đã lân lân vui sướng. Còn nếu như bản thân mình mà tự hôn nhau nữa thì trời ơi nó sung sướng. Chứ không phải là vui sướng mà là sung sướng nha. Vừa sung vừa sướng. Thích hôn không? Dạ thích chứ. Lát nữa bấm nút hẹn hò xong thì Tường cho hôn nha. Dạ. Mạnh dạn lên nha. Dạ. Rồi em sao? Rồi bây giờ mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao thêm một chút thôi. Không muốn thuốc. Không muốn rượu. Vô anh thì không thuốc biết không rượu. Làm việc nhà chút xíu phụ giúp em một chút. Chăm con. Chịu có phụ mà vợ làm việc nhà không? Nếu có vợ em sẽ sẵn sàng phụ vợ. Sẵn sàng phụ vợ giống như phụ mẹ thôi á không? Người biết hiếu thảo người lớn. Hiếu thảo lắm, đưa mẹ đi chơi không có thấy chưa? Những người đàn ông đó giờ chưa yêu bao giờ, khi người ta yêu người ta sẽ yêu say đắm lắm. Đó, có những người một mối tình duy nhất là sống tới răng long đầu bạc luôn, rất là đẹp. Mà hai bạn lấy nhau là thành làm mối tình đầu của nhau nữa. Có điều gì em không thích ở bạn trai không? Về ngoại hình. Không thích hả? Xăm mình nè. Anh này hiền lắm. Rồi nhuộm tóc nè. Đeo khuyên tai á. Rồi sợ mũi có thứ không. Rồi thôi yên tâm đi. Rồi được rồi. Bên đây là tao nói hiền khô hà, làm gì có mấy chuyện đó. Thế còn em muốn một người bạn gái như thế nào, người vợ tương lai mình như thế nào?
hiền, biết suy nghĩ, chăm sóc cho gia đình, biết đối nhân xử thế, lễ phép với người lớn. Ngoài ra cũng có cái đầu óc mà suy nghĩ làm ăn. À, em có muốn kinh doanh làm ăn gì không? Em hiện tại có mơ làm chủ một shop thời trang với nước hoa thôi. Mình chưa có điều kiện. Từ từ bây giờ mình cứ đi dạy thời gian, tích góp vốn để dành rồi lấy chồng, rồi hai chồng phụ nhau mở cái shop nhỏ nhỏ. Lúc mình có con thì mình ở nhà, mình kinh doanh ở nhà, chứ mình đâu có đi dạy được, đúng không? Rồi, được không? Ổn không? Tiêu chuẩn của hai bạn, kinh nghiệm bà Mai của tôi ngồi đây là thấy ổn. À, đâu có hình ảnh gì đem theo cho chị coi không? Đâu cho chị coi hình coi. Em tìm đi. Em tìm đi, anh ấy là ai? Ở đâu thì của em có hình đâu. Tìm đi, coi cô ấy là ai, đương nhiên không phải là cô dâu rồi. Anh ấy không có được gọi là ăn ảnh cho lắm, ở ngoài đẹp trai hơn nhiều. Em nghĩ bạn này. Rồi, giữ điện thoại đi nha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai bạn nhìn xem cái cảm giác đầu tiên của mình ha. Cái nhìn nhận ngày hôm nay, cái giác quan mình lựa chọn cái đối tượng có đúng hay không nha. Rồi, mở cửa trái tim nha. 1, 2, 3. Ai đúng ai sai nè, cho tôi biết kết quả coi. Chào anh. Rồi, chào em. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương, cũng khá xinh. Đúng không? Hay quá, anh đoán em đúng luôn rồi đó. Mà sao em đoán trật? Nhưng mà anh công nhận là anh ở ngoài đẹp hơn trong hình không? Dạ cũng được, nhìn đúng được rồi. Nhìn được đúng không? Dạ. Cũng 5 năm trước. Trời ơi, hình 5 năm trước nó còn hơi thiếu ăn. Hai bạn á là nhát quá. Bây giờ chị cho hai bạn nắm tay nhau một cái đi, cho nó có đuổi điện, để chúng ta sẽ có nguồn cảm hứng nói chuyện. Chứ một hồi chị Tường đi ra ngoài cái đây hai bạn ngồi nhìn nhau không mà nhát quá đâu được. Đưa tay qua trái tim nè, xin nắm tay bạn gái nè. Cho anh xin phép. Cho cảm nhận 30 giây nha, nhìn vào nhau đi, cho nó tự tin lên. Có điện chưa? Rồi, ngồi xuống, được rồi. Ủa rồi cái cuốn đó làm gì? Đó, thấy chưa, tặng quà cũng quên nữa. Có cuốn sách này tặng cho em. Dạ, đúng không anh? Em cuốn quà tặng cho anh. Ủa, quà gì vậy cưng? Cái đèn đó chị. Cái đèn? Dạ. Oh. Anh luôn vui vẻ một cuộc sống. Dễ thương quá hả? Ủa là buổi tối nó mới lên đèn hả hay dạ. Sao? Rồi, khi nào đi trong bóng tối hãy nhớ em ấy. Nhà anh ở xa đây hay là gần? Nhà anh cũng ở gần đây, quận 4. Gần xa em rồi. Nhà em ở đâu? Ở Hóc Môn lận. Nói chung là xa đó. Cổ lo xa là ý là cổ đang lo cái chuyện là em không có tới để mà khi cổ cần đó, hiểu không? Bây giờ em trả lời sao cho cổ yên tâm cái vụ xa đi. Vấn đề xa hay không cũng không quan trọng, nếu mà em có cần gì chia sẻ anh cũng sẵn sàng tới. Đúng rồi, xa gì đâu, trong thành phố Hồ Chí Minh gì đâu mà xa. Ở đây chị còn mai mối những cái cặp là ở khác tỉnh mà người ta vẫn đến với nhau được. Rồi mời hai bạn dùng bữa trưa với nhau. Hôm nay chương trình đã chuẩn bị cho hai em món ăn rất là ngon, đó là cà ri gà của nhà hàng East West Brewing. Trời ơi, đói bụng rồi đúng không? Nhưng mà vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau thật là thoải mái tự nhiên nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại cho hai bạn một không gian tự nhiên với nhau. Xin mời hai bạn. Mời em. Bình thường những ngày em rảnh rỗi á, em thường làm gì? Em ít lắm á. Tại vì em thường đi làm không ạ. Nhật thì em khi ở trường em phụ mấy cô đó, rồi là ở nhà phụ ba mẹ, em không ít đi ra ngoài đâu lắm. Ủa mà em tên gì của anh đây? Linh. My Linh. Linh. Linh à? Dạ. Anh tên Vinh. Ừ, giống gần nhau. Em thấy món này như thế nào? Cũng vừa ăn lắm, tại em lạc nó không mặn. Ngoài ra em có thích ăn vặt không? Cũng có, anh thích không? Cũng có ít thôi. Em thích trà sữa gì không? Cũng có uống. Còn anh thì cái gì cũng ăn được. Em thì kỹ làm hải sản thì ăn nhiều dướng á. Thích ăn nhưng mà ăn bị dướng nổi đường ngồi hết trơn à. Anh chỉ không ăn được mấy món bún thôi. Sao kỳ vậy? Mấy món bún mắm, bún riêu, bún mọc gì. Không được hả? Gì ngộ nha. Anh đang xem phim không? Có, anh thích xem phim. Anh thích xem phim như là hành động hoặc là kinh dị. Em thì thích tình cảm hơn, hài hước chút. Hài hước anh cũng thích. Em xem được phim kinh dị không? Cũng được chứ không, mà giờ sợ việc đó gì, sợ ma lắm. Em sợ ma hả? Dạ. Thôi nhắc trang một chút. Anh thì không sợ ma.
quê ở đâu? Ở đây luôn. Ở đây luôn hả? Ngoài thành phố luôn. Giống em rồi đó. Thích đi về quê không á? Về quê anh chỉ thích đi phượt. Lâu lâu chở má đi phượt mấy cái tỉnh gần gần như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu chơi vậy đó. Gì gì tôi nghe đi chơi Vũng Tàu cho tôi đi với coi. Sao ăn ngon không? Dạ, ăn ngon không? Đang nóng hổi luôn ha, thơm ngon ha. Rồi, bây giờ cho Tường hỏi là nãy giờ bàn gì được nhiều chưa? Đã tính tới cái chuyện ví dụ như lấy nhau sau này mình phát triển cái tương lai kinh doanh á, cái tương lai như thế nào? Có tính chưa? Em đều tính là nếu mà sau này em thấy vợ mình có cái năng khiếu kinh doanh gì á, em sẽ. Thì nãy cô nói rồi đó, cô nói là cô muốn là bán quần áo hoặc là nhứt hoa. Dạ, em cũng sẵn sàng hỗ trợ cho bạn ấy. Ừ. Có ngại làm dâu không? Dạ không chị. Ừ. Em cũng được đó. Nấu canh từ kia cũng làm hết luôn rồi. Làm được hết luôn, miễn chỉ cần chồng phụ mình là được đúng không? Ví dụ khi mình làm một mình thì mình cũng buồn. À, bây giờ chị Tường sẽ cho tham gia vài cái trò chơi nho nhỏ để tụi em có thể là hiểu nhau nhiều hơn, hoặc là để tụi em có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tại hai bạn còn nhát quá, hai bạn chưa có tình trường, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu. Bây giờ chơi nha, mời em một trước nè. Rồi. Cái gì mà cười lắm, đọc mà không dám đọc. Bạn chứ. Nam bế bạn nữ trong vòng 30 giây rồi. Chia sẻ cảm nhận. Bạn nam bế bạn nữ trong vòng 30 giây chia sẻ cảm nhận. Rồi, ăn no rồi, đứng lên, mạnh dạn. Cái này kỳ quá anh. Đứng lên, tiến qua bên đây. Vòng qua bên đây. Rồi em gái đứng lên ở đây để cho bạn trai thực hiện. 30 giây chia sẻ cảm nhận. Biết bế là sao không? Em không biết bế sao. Nổi không đó? Cũng làm sao làm bồng ẩm cổng bế gì đó, em làm sao em làm. Dạ. Yeah. Cho anh xin phép nha. Thử sức em ơi, sức khỏe, sức khỏe. Biết bạn nhiều ký. Buông máy. Rồi, chơi luôn. Coi chừng đập đầu người ta nha. Ô, ô, 30 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhúng nhúng thử coi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thôi tự đếm đi, vừa ẩm vừa đếm luôn. Nhìn vậy mà cũng khỏe dữ ha. Thôi đừng đó, đưa ra ngoài, đưa vậy được rồi. Đưa nữa, nhúng được rồi, nhúng ơi, khỏe dữ. Ô, trời ơi, thôi được rồi, quá khỏe, quá khỏe. Ổn ha, ổn, về chỗ, hít thở. Được không em? Dạ được. Khỏe ha, còn có đứng lên ngồi xuống rồi được đó rồi, quá tuyệt vời. Cảm nhận em thấy như thế nào? Cũng khỏe, bạn ấy cũng. Cũng khỏe, ai khỏe? Em cũng khỏe. Ai em cũng thấy... khỏe? Em khỏe. Em khỏe thì tự nhiên em nói người ta cũng khỏe. Người ta chỉ được ẩm chứ người ta có ẩm em đâu mà cũng khỏe. Rồi tới bên này. Tới phiên em. Hãy đọc một đoạn thơ bất kỳ về tình yêu tôi nghe. Đọc thiếu rồi, nếu không đọc được bị phạt nữa đúng không? Đó. Tôi cho bạn thử các bạn có khỏe không lại rồi tôi bắt cổng lại nè, ẩm lại nè. Rồi. Biết thơ cho con nít không à? Thơ tình yêu không biết biết không? Nào ai định nghĩa được tình yêu? Em có đọc một đoạn thơ mà không nhớ rõ lắm. Tình cố tiêu rồi. Tôi đếm từ 1 đến 5 nha, không được là phạt nha. Đồng ý không em? Đúng không? Phạt là em lời, bảo đảm luôn nè. 1 2 3 4 5 bị phạt. Phạt bạn nữ bước qua bên đây. Qua đi rồi tính tiếp. Người ta ẩm mình 30 giây rồi phải không? Em ẩm lại thì kỳ quá, đâu có được, em đâu ẩm nổi. Bây giờ em hãy hung lên má anh ấy 30 giây. Rồi cảm nhận. Bắt đầu. Tôi cũng sẽ đếm. 1 2 3 4 5 Hít vô. 6 7 Cảm nhận đi, đếm thầm trong bụng đi. Thật quá à. Tôi cũng thích ai hùng tôi 30 giây quá à. Trời ơi, có anh nào ở đây không? Hết giờ. Về chỗ đi rồi nói cảm nghĩ. Vui rồi, hôm nay là tình yêu chấm nở rồi. Cảm giác sao cưng? Thấy vui. Em đừng nói chị, em có cảm nhận được gì không? Thấy vui. Thấy vui. Bây giờ á, hai bạn nhìn thẳng vào nhau, hãy nói cho đối phương biết thật sự trong lòng mình đang nghĩ điều gì. Em hôm nay gặp mặt em
anh cảm thấy em cũng dễ thương, cũng có gọi là sự gần gũi, cũng có thể chia sẻ lẫn nhau. Nếu mà cảm thấy được thì cho mình cơ hội để tiến tới xa hơn. Thật anh đầu tiên thì thấy ấn tượng, rất là nhìn ấn tượng cái người đầu tiên á, rất là dễ mến, rất là gần gũi và thấy anh cũng thân thiện lắm. Nếu như mà anh thấy em dễ thương thì anh xin cơ hội các bạn em. Sở dĩ chị Tường á tạo cho hai bạn cái cơ hội để tiếp xúc, không phải là ép hai bạn đâu, hai bạn vui, chị Tường cũng rất là vui. Nhưng mà chị vui là khi mà chị kêu yêu cầu em hình phạt cho em, mà chị hỏi cảm xúc, em trả lời là em vui là chị rất là mừng. Chị muốn làm như vậy là tại vì chị thấy hai bạn nhát quá. Mà nếu như mình không có trao đổi á, thì mình lại không cho cơ hội thì như vậy rất là phí. Cái cuộc sống mình á, đừng có để tuổi xuân nó trôi qua một cách lãng phí. Mà nếu tuổi xuân mà không có trải nghiệm với tình yêu thì thật sự là vô cùng lãng phí luôn. Đó là kinh nghiệm Duy Tường. Nên Duy Tường hy vọng là hai bạn sẽ cho mình cái cơ hội để làm gì, để mình biết được những cái mùi vị của tình yêu nó hạnh phúc như thế nào. Đương nhiên không phải yêu là lúc nào cũng vui đâu hai bạn. Nó sẽ có vui, nó sẽ có buồn, có những cái cung bậc cảm xúc của tình yêu. Nhưng chúng ta phải yêu đi khi còn có thể. Đó là cái thông điệp chị muốn gửi đến các bạn nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này rất là quan trọng. Hồi nãy giờ mình chia sẻ như vậy, nhưng bây giờ mình hãy tự cảm nhận về bản thân mình. Nếu mình thật sự đồng ý thì mình mới bấm nút. Mình thật sự mình muốn cho đối phương một cơ hội. Và khi bấm nút là chúng ta trở thành bạn trai, bạn gái của nhau để tìm hiểu nhau nha. Chứ không phải là bấm nút để kết bạn, bấm nút để yêu nhau nha quý vị nha. Ha, không đồng ý thì sau 3 tiếng đếm mình lấy tay ra khỏi nút bấm. Nếu đồng ý thì mình ấn mạnh vào cái nút bấm này và giữ nguyên. Được chưa? Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Bấm chưa? Em có bấm không? Có. Đó, vậy mới là bấm nha cưng nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Tại chị thấy bạn gái bấm bấm hoài mà chưa lên. Rồi, mời hai em qua bên đây. Bây giờ, chính thức nắm tay nhau. Một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Làm xin phép. Cảm thấy như thế nào? Thấy ấm áp. Cảm thấy ấm áp ha. Với những gì mà hai bạn chia sẻ ở đây rất là chân thành. Và chị Tường cũng rất là vui. Và mong rằng là hai bạn sẽ cho nhau cái thời gian, cơ hội để tiến tới với nhau nha. Nếu có tin vui thì báo cho chị Tường biết nha. Nhớ mình mới yêu lần đầu, có nóng giận, có gì mình cũng nhường nhịn, mình san sẻ với nhau nha. Cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là Cát Tường đã thành công với vai trò bà Mai của mình. Cát Tường xin cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Những bạn nào mà đang còn loay hoay tìm một nửa của mình á, hãy nhanh tay đăng ký với chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé, để gặp Cát Tường nè, rồi được Cát Tường sẽ mai mối cho quý vị một người bạn đồng hành với mình trong cuộc sống sau này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi người có thể theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng từ thứ ba, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.